ghế này, phải không? Phải không? Phải cục, phải cục cục gì đó nhé, cục cái điện đang quay. Rồi thấy đang ở ở đây nó quên nữa hả? E-book xe E-book. Anh làm với em mấy năm mình không? 2 năm anh làm với em. Được, trúng rồi, năm nay cũng trúng luôn. Ừ. Đây nè, trái nè trời. Ủa anh nói trái nào? Cây nào nãy đẹp nhất đâu? Đẹp. Hình như cây nào em thấy cũng đẹp hết trơn á. Cây nào cũng giống nhau hết trơn. Thôi khiêm tốn. Khiêm tốn à, khiêm tốn. Đây, đã làm với anh 2 năm rồi các bạn ha. Anh Phong. bà con ở Đắk Lắk tiếp thái rất là nồng nhiệt. Trời ơi, ngủ nhậu gì đâu tùm lum hết trơn, lùm la hết trơn. Mà Thái đi không có nhiều thời gian đó các bạn. Mà Thái phải quay về nè. Đó. Hiện tại là nè. À, trái Thái đang đứng nè. Nè, một số trái trên như thế này nè. Trời ơi. Năm nay 2 năm liền ha, 2 năm liền anh trúng với Thái rồi. Hôm nay tự biết hết trơn, Thái làm gì Thái làm gì anh có bắt đầu thấy anh để ý á, là bắt đầu anh tự nhiên anh lấy thuốc về là anh xài thôi nè các bạn, thấy không nè, gà nhím lên xuất sắc không, gà nhím nhịn nhừ luôn ha. Đó. Cây 6 năm, cái này cái gì lão quắc vậy ta? Thái luôn hay vậy? Ủa Thái sao mà nó lão quắc vậy? Trời đất ơi, 2 cổ. Trời ơi. Thế nè. Ừ. Lừa mà tại với trong á, cái gì quá. Cái nhím ha. Có ai vô coi chưa anh Phong? À. Cái này là đống này cắt bỏ đúng không? Hồi nãy em thấy là hình như là mỗi gốc là đều có đống hết. Nào mà ra như thế này phải cắt bỏ nè. Đó, cắt cũng lâu rồi nghe. Đó, cắt như thế này nè. Đó. Còn nhiều, cắt còn nhiều lắm rồi nè. Đó, trời ơi 2 cổ rồi các bạn, 2 cổ nè, trái anh đều vẫn đẹp bình thường nha. Cái này chừng nữa anh cũng sẽ cắt nè, khúc nhỏ nè. Đúng rồi. Bây giờ có đọc thì cái đến quả thì được nhiêu, bao nhiêu ký mấy tạ? Năm ngoài là độ đồng 3,5 kg, 6 là 2 tạ ha. Năm nay chắc 2,5 tạ. Tầm đó 2 tạ 2,5 tạ. Trời đất ơi. Cho nên anh làm trái hổ con trai em dữ lắm rồi. Trời ơi, làm gì đâu, mình có mấy chục cây mà, còn mấy người kia là mấy trăm cây, cả ngàn cây mà, bình thường mà. Trái của anh Hiếu không ai không thua đâu nha. Trái của anh Hiếu hả? Không, trái của anh này nè, anh Hải. Trái anh Hải đâu có ấy đâu, trái anh Hải nhìn cũng đẹp lắm rồi. Thì đúng rồi, thì anh là từ đầu rồi, còn ảnh là mới nữa mà. Cái xấu ha. Anh Hải làm từ đầu với em rồi. Anh Phong làm từ đầu với em rồi. Thiếu bông mà dư trái không? Dư trái không? Cái này 30 trái sao? Giỡn. 70 tính xác. Ừ, nghe nó 30. Gió kinh không bạn? Bạn coi gió nè. Trời ơi. Trời ơi, cá nụ ở trên nè.
nhỏ nhỏ nè. Rồi anh đi đi, anh đi đi. Ngại ông kính hả? Ngại ông kính thì em nói. Anh này đã làm với Thái là 2 năm rồi. À, làm với Thái là 2 năm rồi. Coi nè, thấy đẹp không? Anh làm với Thái là 2 năm rồi thì bây giờ là cũng cái này mấy năm mà 2 năm rồi. Giỡn hoài, cái này 3 năm 4 năm gì chứ. Số thì đó, trái nhiều. Trái thế này nè. Hồi nãy thấy là ảnh thì anh làm như mình là 2 năm, còn cái anh kế bên thì anh thấy cái trái nó hơi méo rồi. Anh nói mày điện cho Thái mày lấy thuốc đi. À, điện cho Thái mày lấy thuốc đi thì Thái cũng đưa cho các bạn đó. Trước giờ Thái cũng giới thiệu cho các bạn đó ha. Thì những cái bộ mà Thái đăng lên á. Rồi nãy Thái có cập nhật cho các bạn cái vườn của anh á. Anh gì đó, quên mất tiêu rồi, mất tiêu tên đó rồi. Thì anh xài mấy cái xô. Hồi nãy Thái có cập nhật một cái video rồi. Trái rất là đẹp, trái bắt đầu đẹp lên rồi, em bắt đầu đẹp trai lên rồi. Còn anh Hải này, ôi anh Hải này, anh Phong vườn là trái là đẹp rồi. Đây nè, trời ơi, bởi vì Thái đi theo muốn về, Thái đi theo muốn về, đẹp quá. Hầu như là anh có mấy chục gốc ha, nhưng mà anh tới 3-4 nơi để mà làm đó. Coi coi vàng lá kìa, vàng lá kìa. Từ Cần Thơ mà Thái chạy lên đây một đêm luôn các bạn. Từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng mới tới đây để thăm những cái thằng này. Đúng ra thấy năm trước là mình trước dịch nên thăm đi. À, cái cổ này cổ nhỏ hơn nữa các bạn, cổ nhỏ hơn nhưng mà trái vẫn đẹp nha. Cổ 60 ngày trên 60 ngày nè. Trái vẫn đẹp thì trái vẫn nhiều. Và kế bên đây là sao? Để bỏ đây nè. Nãy giờ mình đi là mình bắt gặp là mấy ổ như thế này nè. Hôm nay là Thái cũng nói với các bạn luôn là Thái cập nhật cho bạn, cho khách hàng của Thái là một số vườn như thế này thôi. Còn cái việc mà bán thuốc thì cái quy trình của nó cũng là như thế rồi. Đây nè, các bạn nhìn ngoài các bạn thấy trái không? Thấy trái không? Nghe dạng lá xanh ha, không cháy lá. Dạng như thế này nè. Trời ơi, nó đẹp như thế này nè các bạn ơi. Đây, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đây. Đây nè, rồi ôi trái banh nè, thấy các bạn nè, Thái nè mà năm sáu học không heo à đó. Nguyên ổ luôn kìa. À trời ơi các bạn ơi, nói chung là cái cổ mà 70 ngày là rất là may mắn nha các bạn. Thời tiết nó thuận lắm ha, thời tiết rất là thuận lợi và nó rất là dễ đậu nha. Thái chỉ đưa thuốc xương xương thôi, mấy cái bài cũ năm trước thôi. Đó, là nó đậu như thế này rồi nè. Đây các bạn coi nè. Nó đậu là phải cắt bỏ, phải gom lại. Thấy chưa? Nó tròn như thế này nè. Thái dẫn cho anh xin cái bộ Super Root CR13 và cái amino kẽm á. Hoặc cái Google Gym á. Mình cho nó lớn trái lên, thổi trái dữ dội lên. À, trái nó còn nhỏ lắm, trái nó còn nhỏ lắm các bạn. Ha. Dẫn tới cái xô dưới góc nha. Dẫn tới cái xô dưới góc bình thường. Đó. Những cây này yếu lá hơn, trái đẹp hơn, trái đẹp cực kỳ luôn, nguyên như thế này nè. À rồi ok đó, mỗi một nơi Thái xin phép Thái up một cái video thôi, một hai cái video thôi là được rồi. Cái quy trình của Thái nó có bao nhiêu đó thôi. Chỉ việc còn lại ha, việc còn lại đối với các bạn rất là quan trọng nha. Chúng ta đưa thuốc vào thời điểm nào ha, chúng ta làm như thế nào đó. Điều nước cũng rất là quan trọng nè, chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn. Coi trái nè. À, thôi qua đây. Đây này nha. À, các bạn xem nè. Trái nè. Đó. Trái xong rồi 70 ngày ha. Đây, ở đây nữa nè. À, xanh gai nha các bạn. Gai rất là xanh. Gai này thì vô đối rồi. À rồi ok các bạn, Thái xin phép Thái up video tại đây. Thái sẽ đi một số nơi nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.